Con đĩ có đạo đức. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1. Thông tin chi tiết về con đĩ có đạo đức của Janet V. Kép, HD và Dossi Easton. Phần 2. Thông tin chi tiết từ phần 1. Một. một ai là đĩ có đạo đức? Đó là bất cứ ai mơ ước được tự do yêu đương, có nhiều bạn bè, sự tán tỉnh và tình cảm, và làm theo mong muốn của họ. Cuốn sách này đưa ra các mẹo, kỹ thuật và kỹ năng để thành công trong tình yêu tự do hai từ đĩ đang được sử dụng để nó có thể được lấy lại như một thuật ngữ chấp thuận thay vì xúc phạm một con đĩ phải là một người thuộc bất kỳ giới tính nào thích quan hệ tình dục vì nó rất thú vị không có gì sai khi là một con đĩ ba cuốn sách này dành cho bất kỳ ai thuộc bất kỳ giới tính chủng tộc và khuynh hướng tình dục nào cho dù bạn muốn có tình bạn không giới tính quan hệ yêu đương chung thủy một vợ một chồng Độc thân độc lập, thỉnh thoảng thân mật với một đối tác hay nhiều đối tác, bốn thế giới nhìn chung coi gái điếm là những người yêu thích tình dục một cách vô đạo đức, mất kiểm soát. Nhưng điều này là không đúng sự thật. Slash là những người thích phiêu lưu, không ngại thử những điều mới và không ngại là chính mình. Năm ý tưởng của chúng ta về hôn nhân truyền thống có từ thời đại nông nghiệp khi hôn nhân và gia đình đông con là cần thiết để tồn tại. Những giá trị tương tự này thường được nhìn thấy ngày nay mặc dù bây giờ chúng ta biết rằng đây không phải là cách duy nhất để sống xấu để được tự do bạn phải từ bỏ mọi phán xét mà bạn nắm giữ Hoài bỏ ý nghĩa tình dục tiêu cực liên quan đến các từ như lăng nhăng vô đạo đức tội lỗi và dễ dàng khỏi não của bạn vậy hãy nhớ rằng làm đĩ không phải là xấu nó không phải là một căn bệnh bệnh lý có rất nhiều lầm tưởng phổ biến và có sức tàn phá mà chúng ta nghe thấy suốt đời về các mối quan hệ và tình dục Trước tiên chúng ta phải nhận ra chúng để tiêu diệt chúng. Tám chuyện hoang đường một. Mối quan hệ một vợ một chồng lâu dài là mối quan hệ thật sự duy nhất. Huyền thoại này xuất phát từ ý tưởng rằng ngay khi bạn yêu, bạn sẽ tự động mất hứng thú với người khác, nhưng chúng tôi biết điều này là không đúng. Chính huyền thoại 2. Tình yêu lãng mạn là tình yêu đích thực duy nhất. 10 chuyện hoang đường 3. Tình dục là sức mạnh hủy diệt. Điều đó thật tồi tệ, nguy hiểm và chỉ dành cho việc sinh em bé. Tình dục nên dành cho những người đã có gia đình và những người đang yêu. 11. Chuyện hoang đường 4 Cách hợp đạo đức duy nhất để quan hệ tình dục là trong một mối quan hệ đã cam kết. 12. Chuyện hoang đường 5 Yêu một người khiến bạn có thể kiểm soát hành vi của họ. 13. Chuyện hoang đường 6 Ghen tuông là điều không thể tránh khỏi và không thể vượt qua. 14. Chuyện hoang đường 7 sự tham gia bên ngoài làm giảm sự thân mật trong mối quan hệ chính. Điều này cho thấy rằng các đối tác lừa dối để làm tổn thương người yêu của họ chứ không phải vì niềm vui của riêng họ. Điều mà chúng tôi biết là không đúng sự thật. 15 Huyền Thoại 8 Tình yêu chinh phục tất cả Mặc dù tốt để tin, điều này cũng không đúng. 16 Là một người có đạo đức có nghĩa là bạn coi trọng sự đồng ý. Bạn trung thực với chính mình và những người khác. Bạn nhận ra sự phân nhánh trong các lựa chọn tình dục của mình, cam kết hỗ trợ bản thân và đối tác của mình và luôn tôn trọng cảm xúc của người khác. 17 tình dục là bất cứ điều gì mà những người tham gia vào nó nghĩ. Nó có thể là đánh đòn, thủ dâm, một cuộc trò chuyện thân mật và bất cứ điều gì và mọi thứ ở giữa. Tình dục không cần phải hợp lý hóa, bạn chỉ cần làm điều đó bởi vì nó cảm thấy tốt. 18 bạn đã hoàn thiện và bạn không cần phải hoàn thiện bản thân bằng cách thêm người khác vào cuộc sống của mình. Điều duy nhất đúng, mối quan hệ lâu dài bạn cần là với chính mình. 19 tất cả chúng ta đều khác nhau, có những kiểu quan hệ khác nhau và có những kiểu tình yêu khác nhau dành cho những người trong cuộc sống của chúng ta, và điều đó không sao cả. Chúng ta cần chấp nhận rằng tất cả chúng ta đều yêu khác nhau và không sợ cảm xúc của chính mình. 20 mặc dù cũng từ đĩ có đạo đức là tương đối mới nhưng đã có sự chấp nhận về mặt văn hóa đối với các kiểu quan hệ khác nhau, chẳng hạn như gái điếm trong đền thờ ở Babylon cổ đại, trong một số xã hội trước đây. 22 thật không may, xã hội ngày nay tiêu cực hơn rất nhiều về giới tính. Bất cứ điều gì đi ngược lại vai trò giới tính truyền thống và văn hóa ràng buộc vai trò giới tính đều được nhìn nhận dưới góc độ tiêu cực. Điều này hạn chế nhiều người thể hiện bản sắc tình dục của họ. 23 chúng ta có thể học được nhiều điều về tình dục và cách tiếp cận sự thân mật từ phụ nữ đồng tính nữ, đồng tính nam, mối quan hệ lưỡng tính liên giới tính và người chuyển giới nam và nữ. Cũng có nhiều điều để học hỏi từ những người hành nghề mại dâm, cộng đồng BDSM và các thành viên của các nền văn hóa khác nhau. 24 thế giới có thể là một nơi nguy hiểm đối với một con đĩ. Các xã hội tiêu cực về giới tính cấm kiểm soát sinh sản và phá thai. Hạn chế giáo dục giới tính trong trường học và khuyến khích bạo lực đối với những người cởi mở về tình dục. 25 Không dễ để trở thành một con đĩ. Hãy chuẩn bị rằng nhiều người sẽ không chấp nhận ý tưởng và danh tính của bạn và có thể cố gắng ngăn cản bạn. 26 Mặc dù đã có tiến bộ trong việc trao quyền hợp pháp cho các nhóm thiểu số tình dục trong những năm gần đây, hãy nhận thức rõ các luật và quy định xung quanh các mối quan hệ của bạn. 27 Để sống trong tự do tình dục chúng ta cần tự do khỏi phân biệt giới tính và không bị hãm hiếp. Chúng ta phải ngừng coi tình dục là một căn bệnh và ngừng đổ lỗi cho nạn nhân vì muốn trả thù là lý do để họ lên tiếng. 28. Độc thân là lựa chọn không quan hệ tình dục. Tự do tình dục cũng phải bao gồm tự do lựa chọn độc thân. 29. Làm đĩ có nghĩa là có bất kỳ loại mối quan hệ nào bạn muốn, có thể là tình bạn hoàn toàn thân túy, tình dục thân thiện, tiếp nhận nhiều bạn tình sống độc thân hoặc thậm chí là một vợ một chồng. 30. Có nhiều loại quan hệ đối tác khả thi khác và chúng nên được thiết lập dựa trên mong muốn và cảm xúc của những người liên quan. Những quan hệ đối tác này có thể thay đổi theo thời gian. Họ yêu cầu giao tiếp liên tục và tôn trọng. Phần 3. Thông tin chi tiết từ phần thứ hai. Một nếu bạn muốn có nhiều tình yêu, tình dục, tình bạn và sự cam kết, thì bạn có thể có rất nhiều thứ đó không cần phải lấy đi của người khác hoặc sợ rằng nếu người khác có một số sẽ có ít hơn cho bạn hai mặc dù tình yêu không bị giới hạn nhưng thời gian không gian và tài sản thì có tất cả những điều này cần được thảo luận và thương lượng trong bất kỳ mối quan hệ nào để mỗi người có thể đạt được những gì họ muốn và cần ba bạn cần xác định giới hạn của mình và đăng ký thường xuyên cũng như giao tiếp tốt với các đối tác và chính bạn đừng sợ khi giới hạn của bạn hoặc của đối tác thay đổi Muốn trở thành một con đĩ tốt đòi hỏi bạn phải tự kiểm tra rất nhiều. Sự kết hợp giữa nỗ lực có ý thức và luyện tập thường xuyên để trở thành người mà bạn muốn trở thành một người tình dục. Đừng để người khác đẩy bạn vào tình trạng địa điếm. Năm để trở thành một con đĩ thành công, bạn sẽ cần các công cụ. Những công cụ này bao gồm giao tiếp, trung thực về cảm xúc, tình cảm, lòng trung thủy, thiết lập giới hạn, lập kế hoạch, hiểu rõ bản thân, sở hữu cảm xúc của mình dễ giải với bản thân và nói sự thật sáu giao tiếp là đảm bảo mọi người hiểu nhau nếu bạn không chắc người kia đang nói gì hãy yêu cầu họ nói lại hoặc nói theo cách khác luôn tôn trọng những gì người khác nói bảy sự trung thực về cảm xúc có nghĩa là bạn có thể yêu cầu đối tác của mình trấn an và hỗ trợ tương tự như vậy tình cảm là khả năng mang lại sự trấn an và hỗ trợ những nhu cầu của đối tác Tám sự chung thủy là chỉ giữ một số hoạt động nhất định cho những người bạn đời của bạn. Đặt giới hạn có nghĩa là biết và tôn trọng giới hạn của bạn và đối tác của bạn. Chính biết bản thân đòi hỏi bạn phải đào sâu và loại bỏ bất kỳ ý tưởng tiêu cực nào bạn có về tình dục và tình dục để thực sự biết chính mình là không ngừng sống trong sự khám phá bản thân. 10 sở hữu cảm xúc của bạn có nghĩa là học cách hiểu bản thân và biết rằng bạn có quyền lựa chọn hành động theo cảm xúc của mình hay không. Dễ dãi với bản thân có nghĩa là bạn phải chấp nhận rằng mình sẽ phạm sai lầm và đôi khi bạn sẽ cảm thấy tồi tệ. 11 nhiều người cho rằng gái điếm có quan hệ tình dục với tất cả mọi người, không có tiêu chuẩn và không phân biệt đối xử với bạn tình. Đây không phải là sự thật. Để trở thành một con đĩ có đạo đức, bạn cần có ranh giới rõ ràng, mạnh mẽ và có ý thức. 12 Ranh giới rất quan trọng vì chính bạn chứ không phải đối tác của bạn, chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bạn. Bạn cần quyết định đâu là giới hạn của mình và đâu là điều bạn cảm thấy thoải mái trước khi bắt tay vào các mối quan hệ. 13 mối quan hệ cũng có ranh giới. Hãy chắc chắn rằng bạn thảo luận chúng một cách đầy đủ và tự do để mọi người đều có ý thức và tôn trọng người khác. 14 khi bày tỏ mối quan tâm của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn không trút bỏ tất cả cảm xúc của mình cho người khác và để chúng ở đó, thể hiện bản thân đầy đủ và trung thực. Khi bạn làm chủ cảm xúc của mình, bạn tránh phóng chiếu những suy nghĩ và nỗi sợ hãi của chính mình lên đối tác của mình. 15. Việc có những ranh giới khác nhau với những người khác nhau là điều bình thường. Một trong những điều tuyệt vời khi có nhiều mối quan hệ là bạn có thể trở thành những phiên bản khác nhau của chính mình. 16. Những con điếm phi đạo đức tiếp cận tình dục bằng cách ghi điểm, chinh phục càng nhiều người càng tốt. Coi đối tác của họ là đồ sưu tầm và sử dụng mọi phương tiện cần thiết để tăng số lượng nhân viên của họ. Những loại mối quan hệ này không có sự tôn trọng lẫn nhau và không có đạo đức. 17. Để tránh trở thành một con đĩa phi đạo đức, hãy tránh quan hệ tình dục với bất kỳ ai mà bạn không muốn ngủ lại. Không nói dối, không trả thù tình dục, và không làm nhục. 18. Tán tỉnh và du ngoạn là những kỹ năng mà bạn có thể học. Tán tỉnh là những gì bạn làm trong môi trường phi khiêu dâm, trong khi bay đặc biệt tìm kiếm đối tác tình dục cả hai đều liên quan đến việc trao đổi năng lượng tình dục thông qua giao tiếp bằng mắt, ngôn ngữ cơ thể và nụ cười. 19. Học cách nói không dễ dàng. Nói không là một điều tốt, đó là một cách để bảo vệ chính mình. 20. Mọi người sẽ có những cách khác nhau để họ tán tỉnh và hành trình. Luôn xem xét mục tiêu của bạn là ai và đảm bảo bạn đang tôn trọng. Nếu câu trả lời là không, hãy chấp nhận nó và tiếp tục. 21 Bất kể bạn là ai và bạn đang tìm kiếm kiểu gặp gỡ hay mối quan hệ nào, hãy trung thực với ranh giới của bạn và nếu cần, hãy dành thời gian giao tiếp với người khác trước khi tham gia vào bất kỳ điều gì với họ. 22 Tình dục không bao giờ hoàn toàn an toàn, do đó, một con đĩ có đạo đức sẽ đầu tư thời gian và công sức để quan hệ tình dục nhiều nhất có thể với ít rủi ro nhất. Giáo dục bản thân về cách bảo vệ bản thân khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn. 23 Sử dụng các rào cản vật lý cần thiết bao gồm bao cao su, găng tay và đập nha khoa. Tìm hiểu làm thế nào để sử dụng chúng và thực hành. 24 Nên kiểm tra STDS thường xuyên cũng như cân nhắc và sử dụng tùy chọn kiểm soát sinh đẻ. Những điều này sẽ giúp giảm rủi ro và giảm nhu cầu lo lắng của bạn. 25 Đảm bảo rằng bạn cam kết quan hệ tình dục lành mạnh và sẵn sàng cởi mở về lịch sử tình dục của mình với các đối tác mới. Chọn cách tiếp cận chính xác phù hợp với giới hạn và ranh giới của bạn. 26 Nuôi dạy con cái trong những mối quan hệ không chuẩn mực có thể là một thách thức, nhưng không phải là không thể. Trẻ em dễ dàng tiếp cận với tất cả các loại mối quan hệ và miễn là chúng có sự ổn định, tình yêu thương và sự quan tâm, hoàn cảnh gia đình của bạn sẽ không thành vấn đề. 27 Giáo dục giới tính, bất kể lối sống tình dục của cha mẹ là quan trọng đối với tất cả trẻ em. Hình thức giáo dục giới tính mà con bạn nhận được ở nhà là do bạn và những người bạn đời của bạn quyết định. Phần 4. Thông tin chi tiết từ phần thứ ba Một một trong những trở ngại lớn nhất đối với tình yêu tự do là sự ghen tuông Ghen tuông có thể gây ra nhiều tranh chấp và chia tay, không chỉ trong các tình huống có nhiều mối quan hệ. Chế độ một vợ một chồng không phải là cách chữa bệnh ghen tuông hai ghen tị không phải là một cảm xúc đơn lẻ. Nó có thể là biểu hiện của sự bất an sợ bị từ chối hoặc bỏ rơi, hoặc cảm giác bị bỏ rơi hoặc không đủ tốt. Nó có thể hiển thị theo nhiều cách. Ba bạn không thể thoát khỏi sự ghen tị của mình, nhưng bạn có thể học cách đối phó với nó. Một khi bạn đã cam kết từ chối hành động vì sự ghen tuông của mình, bạn có thể bắt đầu giảm bớt sức mạnh mà nó có đối với bạn. Bốn đừng cố gắng kìm nén cảm xúc của bạn, hãy cho phép bản thân cảm nhận chúng, để chúng chảy qua bạn, và làm những gì bạn phải để phát hành chúng có một sự khác biệt giữa cảm nhận và hành động theo cảm xúc của bạn. Chỉ khi làm chủ được cảm xúc của mình, chúng ta mới có khả năng thay đổi và trưởng thành. Năm cảm thấy thoải mái khi nói về sự ghen tuông của bạn với đối tác của bạn. Điều này có rất nhiều lỗ hổng nhưng đó là cách tốt nhất để đối phó với nó vì nó có lợi cho tất cả những người liên quan. Sáu sự thân mật hơn được xây dựng thông qua sự tổn thương được chia sẻ hơn là thông qua tình yêu và hạnh phúc được chia sẻ. Thông thường lỗ hổn được chia sẻ này xảy ra khi có xung đột và hai người đang cố gắng giải quyết xung đột này bằng cách cởi mở về những điều không an toàn bẫy đánh nhau là một cách để giải quyết bất đồng và nó phải mang tính xây dựng một khi chúng ta học cách chiến đấu công bằng chúng ta sẽ hài lòng hơn rất nhiều trong các mối quan hệ của mình tám trong một cuộc chiến trong sạch cảm xúc của mỗi người được lắng nghe và cân nhắc và các giải pháp được quyết định trên cơ sở thỏa thuận cả hai người sẽ cảm thấy như họ đã chiến thắng sau đó đôi khi việc đặt ra các quy tắc và lên lịch chiến đấu sẽ giúp ích chính giao tiếp tốt bắt đầu bằng việc mọi người nói về cảm xúc của họ trước trước khi thảo luận về các vấn đề khác nói lên cảm xúc của bạn bằng cách sử dụng cụm từ tôi cảm thấy và không buộc tội người khác khi đối tác bày tỏ cảm xúc hãy chăm chú lắng nghe mười nói về vấn đề của bạn khi bạn bình tĩnh điều này có thể có nghĩa là hãy dành cho bản thân một khoảng thời gian trước khi quay lại vấn đề và điều đó không sao cả Viết thư có thể giúp với điều này. 11 Nếu bạn muốn có mối quan hệ với ai đó, bạn cần thỏa thuận với họ về những gì bạn sẽ làm và những gì họ sẽ làm. Đôi khi những thỏa thuận này được nói to và đôi khi không. 12 Phần quan trọng nhất của thỏa thuận là sự đồng ý. Đồng ý có nghĩa là bạn phải lắng nghe cảm xúc của nhau và tôn trọng chúng. 13 Những gì không thuộc về quy trình thỏa thuận là đổ lỗi, thao túng, bắt nạt và lên án về mặt đạo đức tìm kiếm những kẽ hở trong thỏa thuận của bạn cũng không phải là đạo đức hay lành mạnh. 14 trong một thỏa thuận, hãy đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc và cảm thấy như họ đã thắng. Các thỏa thuận có thể không đối xứng để giải thích cho những mong muốn và cảm xúc khác nhau của mỗi người, họ không cần phải hoàn toàn bình đẳng. 15 thỏa thuận không phải lúc nào cũng đạt được. Tính linh hoạt, thỏa hiệp và hỗ trợ từ bên ngoài sẽ giúp ích trong những tình huống này, tùy thuộc vào tình huống đây cũng có thể là dấu chấm hết cho mối quan hệ. 16 bước đầu tiên để thực hiện thỏa thuận là tìm ra mục tiêu của bạn là gì. Sau đó, bạn có thể tìm ra thỏa thuận, đảm bảo đăng ký thường xuyên để xem thỏa thuận đang hoạt động như thế nào đối với mọi người tham gia và sửa đổi nó khi cần thiết. 17 mở ra mối quan hệ một vợ một chồng hiện có sẽ mất rất nhiều công sức. Nó thường bắt đầu với việc một người đề xuất thay đổi, điều này có thể gây ra sự mất cân bằng 18 có thể khó khăn cho mọi người tham gia. Người đề xuất thay đổi có thể cảm thấy tội lỗi vì thậm chí đã hỏi, người bên ngoài có thể cảm thấy mình như một kẻ phá nhà hoặc tình nhân, và đối tác ngạc nhiên có thể cảm thấy buồn, bị phản bội và tức giận. 19 Các mối quan hệ đa thê mới thường có một đường công học tập, hãy cởi mở với đối tác của bạn, trung thực với bản thân và đối tác của bạn, đồng thời đàm phán lại thỏa thuận của bạn nếu cần. Từ đó bắt đầu thực hiện một số bước nhỏ và khám phá bản thân và mối quan hệ mới của bạn. Phần 5. Thông tin chi tiết từ phần thứ tư. Một bắt đầu một mối quan hệ đa thê là điều khó khăn, đặc biệt là đối với các nhóm thiểu số tình dục. Một nơi tốt để bắt đầu là suy nghĩ về mối quan hệ lý tưởng của bạn. Bạn muốn gì? Bạn muốn gặp ai và ở đâu? Hai một cách hay để gặp gỡ mọi người là thông qua quảng cáo cá nhân và trang web hẹn hò điều này làm cho quá trình lựa chọn trở nên dễ dàng hơn và bạn có thể liên hệ với chính sách những người mà bạn muốn ba các cặp vợ chồng một vợ một chồng có thể chọn ở bên nhau và vẫn ngủ với người khác là một cặp vợ chồng không loại bỏ khả năng có những mối quan hệ khác nhưng nó đưa ra những thách thức độc đáo bốn các vấn đề có thể nảy sinh khi các cặp đôi công khai mối quan hệ của họ với người khác bao gồm sự cạnh tranh xem ai có nhiều bạn tình nhất tốt nhất và những mối tình liên quan đến tình cảm sâu đậm đe dọa mối quan hệ chính năm bạn nên gặp đối tác của đối tác của mình và thảo luận về những cách mà mọi người đều hạnh phúc và được tôn trọng trong mối quan hệ tuy nhiên điều này không có nghĩa là bạn cần phải có một mối quan hệ dù có tình dục hay không với họ xấu độc thân là điều không bình thường ở hầu hết các nền văn hóa và hiếm khi được coi là một sự lựa chọn nhưng mối quan hệ của bạn với bản thân là một cam kết lâu dài, vì vậy không có gì sai khi chọn tập trung thời gian cho bản thân và có quyền tự do làm bất cứ điều gì bạn muốn. 7 là một con đĩ độc thân, bạn có các quyền và trách nhiệm giống như bất kỳ ai khác khi dính líu đến những người khác. Đảm bảo các quyền của bạn được tôn trọng và bạn được đối xử xứng đáng. 8 là một con đĩ độc thân, bạn sẽ có khả năng tham gia vào vô số mối quan hệ đối tác khác nhau bao gồm cả với những người độc thân khác với đối tác của một cặp vợ chồng với một cặp vợ chồng hoặc với một nhóm chính các mối quan hệ thay đổi kết thúc và những mối quan hệ mới bắt đầu là điều bình thường mâu thuẫn xảy ra là chuyện bình thường đôi khi không thể giải quyết được mối quan hệ lên xuống và chảy mười chia tay xảy ra ngay cả khi bạn đã làm đúng mọi thứ giao tiếp tốt và tôn trọng lẫn nhau thì các mối quan hệ vẫn không suôn sẻ vì nhiều lý do và điều đó không sao cả đảm bảo tuân theo nghi thức chia tay phù hợp, chẳng hạn như chia tay trực tiếp và tôn trọng quyền riêng tư của đối tác cũ của bạn. 11. Tình dục rất thú vị, nhưng con đường dẫn đến tình dục tự do có thể khó tìm và đầy khó khăn. 12. Tình dục tốt không phải lúc nào cũng dễ tìm. Bạn phải điều hướng thông qua các thông điệp văn hóa tiêu cực về giới tính, các vấn đề về hình ảnh cơ thể, thông tin sai lệch về giới tính và vai trò giới, đồng thời điều hướng những thách thức liên quan đến những vấn đề này. 13. Tất cả mọi người, bất kể tuổi tác, khuyết tật, khuynh hướng tình dục và giới tính, xứng đáng có quan hệ tình dục tuyệt vời và các kiểu quan hệ đối tác mà họ muốn. 14. Đôi khi tình dục trong một mối quan hệ dường như bị xì hơi, khi điều đó xảy ra, hãy nghĩ về điều gì đã dẫn đến điều này và nghĩ ra cách để quay trở lại. Xem xét những gì bạn muốn và sau đó sắp xếp thời gian cho niềm vui. Có vô số cách để nuôi dưỡng mối quan hệ của bạn. 15 tình dục tốt bắt đầu với bạn. Hãy chắc chắn rằng mối quan hệ tình dục của bạn với chính mình là lành mạnh và bạn để bản thân tận hưởng niềm vui của riêng mình thông qua thủ dâm. Khám phá cơ thể của bạn mang lại cho bạn sự tự tin và trải nghiệm khi ở bên người khác. 16 cân nhắc sử dụng đồ chơi để thêm gia vị với chính bạn hoặc với đối tác của bạn. 17 quan trọng nhất, giao tiếp. Giao tiếp về điều tốt và điều xấu và mọi thứ ở giữa hãy nhớ rằng bạn có quyền từ chối và đặt ra giới hạn cho riêng mình. 18. Cuối cùng, tìm lượt bậc của bạn. Sau đó chia sẻ lượt bậc của bạn với đối tác của bạn và ngược lại. Điều này sẽ cho phép các đối tác được kích thích và tận hưởng chính mình. 19. Quan hệ tình dục theo nhóm là lựa chọn mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Nó không bắt buộc đối với những người có mối quan hệ cởi mở, cũng như không bị cấm đối với những người có mối quan hệ một vợ một chồng. 20 quan hệ tình dục nơi công cộng là một cách tuyệt vời để thử bạn tình mới trong một môi trường an toàn. Nó cung cấp rất nhiều cơ hội để thử thách bản thân và tìm hiểu về bản thân. Có nhiều không gian mà bạn có thể tham gia quan hệ tình dục nơi công cộng, bao gồm các câu lạc bộ tình dục và các bữa tiệc riêng tư. 21 trước khi quan hệ tình dục nơi công cộng, hãy đảm bảo rằng bạn biết tất cả các quy tắc và hướng dẫn để đảm bảo mọi người đều an toàn và cảm thấy thoải mái. Yêu cầu phải có sự đồng ý trước khi tham gia vào bất kỳ hành vi tình dục nào. 22 Khi tham dự tiệc nhóm với tư cách là một cặp đôi, đảm bảo đã thảo luận về mong muốn và mục tiêu của bạn cho sự kiện và đảm bảo rằng chúng phù hợp với mong muốn và mục tiêu của đối tác của bạn, dù bạn quyết định làm gì, hãy chắc chắn rằng cả hai bạn đều đồng ý với nó. Phần 6. Cái nhìn sâu sắc từ kết luận. Một thế giới không có màu đen và trắng và không có cách đúng và sai cho nhiều thứ bao gồm cả tình dục có nhiều cách để trở thành một con người tình dục tất cả đều hợp lệ hai địa có đạo đức dẫn đến một thế giới đầy tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng ranh giới cá nhân trong khi vẫn cho phép tình yêu tự do theo mọi cách chế độ một vợ một chồng tiếp tục là một lựa chọn hợp lệ cùng với bất kỳ cấu trúc mối quan hệ nào khác mà bạn có thể chọn mở rộng đời sống tình dục của chúng ta cuối cùng sẽ giải phóng chúng ta ba mục tiêu là tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc giới tính và khuynh hướng tình dục, được tự do yêu bất cứ ai họ muốn mà không sợ bị chỉ trích và xa lánh. Phần 7. Đóng cửa Chúng tôi hy vọng bạn thích thông tin chi tiết về con đĩ có đạo đức của Janet W. Hardy và Dorsey Easton. Mua cuốn sách để tìm hiểu thêm.